cặp bạn đồng môn hơn 30 năm Lý Hải Quyền Linh nuôi con dân giả giữa biệt thự, mặc đồ cũ, ngủ dưới đất. Giống hồi xưa tụi mình trước khi lên thành phố thì tụi mình cũng ngồi giống như thế này để mình tập kịch. Quyền Linh, Lý Hải là cặp bạn thân 30 năm. Họ không chỉ chơi với nhau từ khi còn nghèo khó, là bạn học cùng trường, mà còn là những nghệ sĩ có tên tuổi được đông đảo khán giả mến mộ. Ngoài ra, cách dạy con của cặp bạn đồng môn này còn khiến công chúng ngưỡng mộ. Có thời gian theo đuổi nghệ thuật lâu dài và đạt được nhiều thành công, Lý Hải và Quyền Linh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Thế nhưng cả hai ông bố quốc dân này đều không muốn con cái phụ thuộc vào gia đình. Về chuyện ăn ở của các nhóc tì, Lý Hải cho cả bốn con ngủ chung một phòng, chứ không ngủ riêng như những gia đình khác. Còn Quyền Linh dạy con có cuộc sống giản dị, không ngần ngại cho ngủ đất, ăn uống đạm bạc, thậm chí nằm quạt thay vì điều hòa như những đứa trẻ khác, để con hiểu rõ hơn về giá trị đồng tiền và sự khó khăn trong lao động. Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị, tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình, nam MC chia sẻ. Dầu nước đối đổ vách, cả hai nghệ sĩ đều nhất quyết không để con đòi hỏi, ít khi nuông chiều theo những ý thích của con. Hai nghệ sĩ đều dạy con biết cách quý trọng đồng tiền. MC của Nhà Nông từng chia sẻ, anh sẽ trả lương cho các con khi các bé thực hiện công việc nhà, không can dự đến số tiền đó để các con có thể sử dụng mua sách vở, đồ dùng. Anh ưu tiên chọn những món vừa hữu ích và giá cả hợp lý thay vì đồ đắt tiền. Lý Hải từng chia sẻ về việc không chiều chuộng con nít sợ nhất là thói quen đòi hỏi, đi ngang qua khu đời chơi là đòi, nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua, nếu mua một lần, lần sau con sẽ đòi tiếp, thông thường tôi sẽ giao kèo với con, ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm, chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó. Không những thế, nam ca sĩ còn cho các bé trao đổi đồ cũ cho nhau, con nít thì rất nhanh lớn. Mua sắm nhiều sẽ rất phí, nên tôi và bà xã có chơi chung với một nhóm bạn. Họ cũng có con chặt tuổi các bé nhà tôi, nên chúng tôi mới lập một nhóm chung để đổi đồ cho con. Ví dụ bé này mặc bộ này mấy tháng là chật, thì đổi cho bé khác mặc. Cứ đổi qua đổi lại rồi kết hợp kiểu khác, thì cũng thành những bộ đồ mới thôi. Điều đó cũng chỉ có các thành viên trong nhóm biết với nhau thôi, chứ có ai biết đâu. Làm vậy lại tiết kiệm được khá nhiều tiền nữa, nên tôi nghĩ cũng hợp lý. Bận rộn với công việc, nhưng Lý Hải và Quyền Linh luôn dành nhiều thời gian trao đổi, định hướng cho các con. Các nghệ sĩ đều mong muốn các nhóc tì nhà mình sống có tình cảm, tự lập và giản dị. Họ rất tâm lý khi không cấm đoán, mà để con phát triển theo khả năng và sở thích. 30 năm đồng hành, vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp, Lý Hải và Quyền Linh là những thần tượng của bao khán giả về sự nghiệp cuộc sống hôn nhân. Trên cương vị người cha, người trụ cột gia đình, các nghệ sĩ đã có cách dạy con khéo léo, vừa cương vừa nhu, tất cả vì tương lai của con. Dù khán giả tên tuổi đến đâu, hai nghệ sĩ vẫn mong các con có cuộc sống giản dị, bình yên và là những đứa trẻ sống tình cảm. Bạn nghĩ sao về cách dạy con của Lý Hải và Quyền Linh? Cùng chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận và cập nhật những tin tức mới nhất về chuyện sao Việt tại Giang nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.